Chào các em, bài học trước đã cho biết chất được tạo nên từ các nguyên tố. Để biểu diễn nguyên tố, người ta dùng ký hiệu hóa học. Như vậy, dùng các ký hiệu hóa học của nguyên tố, ta có thể viết thành công thức hóa học để biểu diễn chất. Bài học này sẽ cho biết cách ghi và ý nghĩa của công thức hóa học. Chất được chia thành hai loại là đơn chất và hợp chất. Vậy, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu công thức hóa học của đơn chất và hợp chất. Sau đó, sẽ biết được ý nghĩa của công thức hóa học. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học, nên công thức hóa học của đơn chất chỉ gồm một ký hiệu hóa học. Ví dụ, đối với kim loại copper, thì công thức hóa học chính là ký hiệu hóa học Cu. Nếu công thức hóa học của đơn chất chỉ gồm một ký hiệu hóa học, thì làm sao phân biệt được khí oxygen được tạo nên từ nguyên tố oxygen và khí ozon cũng được tạo nên từ nguyên tố oxygen, ký hiệu hóa học là O. Người ta sẽ dựa vào số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử. Ví dụ, trong phân tử khí oxygen có 2 nguyên tử oxygen, người ta sẽ thêm số 2 dưới chân ký hiệu hóa học O. Còn đối với khí ozon, có 3 nguyên tử oxygen trong một phân tử. Vì vậy, người ta thêm số 3 dưới chân ký hiệu hóa học. Số 2 và số 3 này được gọi là chỉ số. Như vậy, công thức hóa học của đơn chất sẽ gồm ký hiệu hóa học và chỉ số. Công thức hóa học của đơn chất sẽ có dạng AX, trong đó A là ký hiệu hóa học của nguyên tố tạo nên chất, X được gọi là chỉ số, cho biết số nguyên tử A có trong một phân tử chất. Chú ý, X sẽ được viết nhỏ dưới chân ký hiệu hóa học. Với đơn chất kim loại, vì hạt hợp thành là nguyên tử, nên ký hiệu hóa học A của nguyên tố được coi là công thức hóa học, có nghĩa là X bằng 1. X bằng 1 thì không ghi. Ví dụ, với đơn chất kim loại copper, công thức hóa học là Cu, iron sắt là Fe, aluminium Al, zinc Zn, sodium Na, potassium K. Với đơn chất phi kim, nhiều phi kim có phân tử gồm một số nguyên tử liên kết với nhau, thường là 2, nên thêm chỉ số này ở chân ký hiệu. Vậy, với đơn chất phi kim, công thức hóa học thường sẽ có dạng là A2, ví dụ như khí oxygen là O2, khí hydrogen là H2. Vân vân. Có một số phi kim quy ước lấy ký hiệu làm công thức. Ví dụ, công thức hóa học của carbon chính là ký hiệu hóa học C, của sulfur là S, của phosphorus là P. Như vậy, công thức hóa học sẽ bao gồm ký hiệu hóa học và chỉ số. Vận dụng vào công thức hóa học của đơn chất, chúng ta có nước tạo thành từ nguyên tố oxygen và nguyên tố hydrogen, nên công thức hóa học của nước sẽ có ký hiệu hóa học của hydrogen là H và ký hiệu hóa học của oxygen là O. Mặt khác, phân tử nước gồm có 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O. Do đó, chỉ số của H sẽ là 2 và chỉ số của O sẽ là 1. Chỉ số 1 không ghi. Vậy, công thức hóa học của nước là H2O. Muối ăn được tạo thành từ nguyên tố Na và nguyên tố Cl, nên công thức hóa học của muối ăn sẽ có ký hiệu hóa học Na và Cl. Trong đó, phân tử muối ăn gồm một nguyên tử Na và một nguyên tử Cl. Vậy, chỉ số của Na là 1 không ghi.
chỉ số của Cl cũng là 1 không ghi. Do đó, công thức hóa học của muối ăn là NaCl. Thêm một trường hợp nữa, đó là đá vôi. Thành phần chính là calcium carbonate. Phân tử gồm có một nguyên tử Ca, một nguyên tử C và ba nguyên tử O. Vậy, công thức hóa học của calcium carbonate sẽ là CaCO3. Hợp chất là những chất tạo thành từ hai nguyên tố hóa học trở lên, nên công thức hóa học của hợp chất sẽ có dạng AXBI hoặc AXBICZ, v.v. Trong đó, ABC là ký hiệu hóa học của các nguyên tố tạo nên chất, còn XYZ vẫn là chỉ số lần lượt cho biết số nguyên tử ABC có trong một phân tử chất. Ví dụ, nước, phân tử gồm hai nguyên tử H và một nguyên tử O, nên công thức hóa học là H2O. Muối ăn, phân tử gồm một nguyên tử Na và một nguyên tử Cl, công thức hóa học là NaCl. Calcium carbonate, phân tử gồm một Ca, một C và ba O, công thức hóa học là CaCO3. Công thức hóa học có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu từ công thức hóa học của chất sulfuric acid H2SO4. Từ công thức hóa học H2SO4, chúng ta có các ký hiệu hóa học H biểu diễn cho nguyên tố hydrogen, ký hiệu hóa học S biểu diễn cho nguyên tố sulfur, ký hiệu hóa học O biểu diễn cho nguyên tố oxygen. Đây chính là các nguyên tố tạo nên chất. Mặt khác, chúng ta có chỉ số của H là 2, chỉ số của S không ghi là 1, chỉ số của O là 4. Vậy, trong một phân tử chất có 2 nguyên tử hydrogen, 1 nguyên tử sulfur và 4 nguyên tử oxygen. Từ chỉ số, chúng ta biết được số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong một phân tử của chất. Mặt khác, dễ dàng tra được nguyên tử khối của hydrogen là 1, của sulfur là 32, của oxygen là 16. Từ đó, chúng ta sẽ tính được khối lượng của một phân tử H2SO4 bằng cách lấy khối lượng của hydrogen nhân 2 cộng khối lượng của sulfur cộng khối lượng của một nguyên tử oxygen nhân 4. Vậy, từ công thức hóa học, chúng ta cũng có thể tính được phân tử khối của chất. Tóm lại, công thức hóa học biểu diễn chất chỉ một phân tử của chất cho biết ba ý về chất. Thứ nhất, nguyên tố tạo ra chất. Thứ hai, số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất. Và thứ ba, tính được phân tử khối của chất. Ví dụ, từ công thức hóa học của sulfuric acid H2SO4, ta biết được các nguyên tố tạo nên sulfuric acid là hydrogen, sulfur, oxygen. Trong một phân tử sulfuric acid có 2 nguyên tử hydrogen, 1 nguyên tử sulfur, 4 nguyên tử oxygen. Phân tử khối H2SO4 tính được là 98 DVC. Lưu ý, nói trong phân tử H2SO4 có phân tử H2 là sai, bởi vì phân tử là gồm một số nguyên tử liên kết với nhau. Do đó, phải nói trong phân tử H2SO4 có 2 nguyên tử hydrogen, 1 nguyên tử sulfur và 4 nguyên tử oxygen. Phân biệt H, H2, 2H, 2H2. H là ký hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố hydrogen chỉ một nguyên tử hydrogen. Còn H2 là công thức hóa học. Công thức hóa học biểu diễn chất hydrogen và chỉ một phân tử hydrogen. Khi viết 2H là biểu diễn 2 nguyên tử hydrogen, còn viết 2H2 là biểu diễn 2 phân tử hydrogen. Để biểu diễn 3 phân tử hydrogen, người ta sẽ viết 3H2. Số 3 viết trước ký hiệu hóa học và cao bằng ký hiệu hóa học,
gọi là hệ số. Tóm lại chú ý, H là ký hiệu hóa học, biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó. Còn H2 là công thức hóa học. Công thức hóa học là biểu diễn chất và chỉ một phân tử chất. Tiếp theo là phần hướng dẫn bài tập sách giáo khoa trang 33 và 34. Bài đầu tiên, chép vào vở bài tập những câu sau với đầy đủ những từ thích hợp. Để chọn được từ thích hợp, các em cần nhớ chất tạo nên từ nguyên tố, công thức hóa học để biểu diễn chất gồm ký hiệu hóa học và chỉ số. Như vậy, ở bài 1 này chúng ta có đơn chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học, nên công thức hóa học chỉ gồm một ký hiệu hóa học. Còn hợp chất tạo nên từ 2-3 nguyên tố hóa học, nên công thức hóa học gồm 2-3 ký hiệu hóa học. Chỉ số ghi ở chân ký hiệu hóa học bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất. Bài 2. Cho công thức hóa học của một số chất. Yêu cầu nêu những gì biết được về mỗi chất. Các em cần nhớ công thức hóa học bao gồm ký hiệu hóa học và chỉ số. Từ ký hiệu hóa học, chúng ta có thể biết được nguyên tố nào tạo ra chất. Từ chỉ số, chúng ta xác định được số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất. Và dựa vào nguyên tử khối, chúng ta sẽ tính được phân tử khối của chất. Nhắc lại, công thức hóa học biểu diễn cho chất chỉ một phân tử của chất. Từ công thức hóa học, chúng ta sẽ biết được ba ý về chất. Công thức hóa học được viết bởi ký hiệu hóa học và chỉ số. Từ ký hiệu hóa học, xác định được các nguyên tố tạo nên chất. Từ chỉ số, biết được số nguyên tử có trong một phân tử chất. Dựa theo nguyên tử khối, sẽ tính được phân tử khối của chất. Vận dụng vào câu A. Thiết clorin, công thức hóa học là Cl2, có ký hiệu hóa học Cl, cho biết nguyên tố clorin tạo nên chất. Chỉ số của Cl là 2, cho biết trong một phân tử thiết clorin có 2 nguyên tử clorin. Cuối cùng, phân tử khối sẽ bằng khối lượng của một nguyên tử Cl nhân 2. Khí methan, công thức hóa học là CH4. Trong đó có ký hiệu hóa học C là nguyên tố carbon, ký hiệu hóa học H là nguyên tố hydrogen. Vậy, nguyên tố tạo nên chất methane là carbon và hydrogen. Chỉ số của C không ghi là 1, chỉ số của H là 4. Vậy, trong một phân tử methane có 1 nguyên tử carbon và 4 nguyên tử hydrogen. Phân tử khối của methane sẽ bằng khối lượng của 1 nguyên tử carbon cộng cho khối lượng của một nguyên tử hydrogen nhân 4. Tương tự cho ZnCl2. Bài tập 3 có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất tính công thức hóa học. Yêu cầu thứ hai tính phân tử khối của các hợp chất. Hợp chất thứ nhất là calcium oxide. Phân tử có một nguyên tử Ca và một nguyên tử O. Vậy công thức hóa học của nó sẽ là CaO. Phân tử khối sẽ bằng khối lượng của một nguyên tử Ca cộng cho khối lượng của một nguyên tử O. Ammonia. Phân tử gồm có một nguyên tử N và ba nguyên tử H. Vậy công thức hóa học của nó sẽ là NH3. Phân tử khối sẽ bằng khối lượng của một nguyên tử N cộng cho khối lượng của 3 nguyên tử H. Cuối cùng, copper sulfate, phân tử có 1 nguyên tử Cu, 1 nguyên tử S và 4 nguyên tử O. Do đó, công thức hóa học của nó là CuSO4. Phân tử khối sẽ bằng khối lượng của 1 nguyên tử Cu cộng cho khối lượng của 1 nguyên tử S cộng cho khối lượng của nguyên tử O nhân 4, tức là cộng cho khối lượng của 4 nguyên tử O. Tóm lại, các em cần nhớ công thức hóa học bao gồm ký hiệu hóa học và chỉ số.
chỉ số là 1, không ghi. Bài tập 4. Câu A. Khi viết 5 Cu, các em cần nhớ Cu là ký hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố và chỉ số nguyên tử. Vậy 5 Cu là 5 nguyên tử copper. Còn 2 NaCl. NaCl là công thức hóa học. Công thức hóa học là biểu diễn chất và chỉ phân tử chất. Vậy 2 NaCl là 2 phân tử NaCl. Hay nói cách khác, 2 NaCl là 2 phân tử muối ăn, sodium lauryl. Tương tự, 3 CaCO3. CaCO3 là công thức hóa học biểu diễn chất và chỉ số phân tử chất. Vậy 3 CaCO3 là 3 phân tử calcium carbonate. Bài B ngược lại, để biểu diễn 3 phân tử oxy, chúng ta sẽ viết 3O2. Phân tử oxygen, công thức hóa học là O2. 3 phân tử oxygen thì chúng ta sẽ thêm hệ số 3, viết trước công thức hóa học và cao bằng ký hiệu hóa học. Tương tự, 6 phân tử canxi oxit. 6 phân tử calcium oxide. 6 phân tử được biểu diễn bằng hệ số 6, viết trước công thức hóa học và cao bằng ký hiệu hóa học. Còn phân tử calcium oxide thì từ bài tập 3 chúng ta đã biết công thức hóa học là CaO. 5 phân tử đồng sunfat, tức là 5 phân tử copper sulfate. Để biểu diễn 5 phân tử, người ta viết hệ số 5 trước ký hiệu hóa học và cao bằng ký hiệu hóa học. Phân tử copper sulfate được biểu diễn bằng công thức hóa học COSO4. Điều này chúng ta đã biết từ bài tập 3. Ở bài học hôm nay, yêu cầu các em biết được công thức hóa học của đơn chất thì có dạng là AX, công thức hóa học của hợp chất sẽ có dạng là AX, BI, CZ, v.v. tùy theo số nguyên tố tạo nên hợp chất. Trong đó, A, B, C là ký hiệu hóa học biểu diễn cho nguyên tố tạo nên chất. Còn X, Y, Z là chỉ số cho biết số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất. Lưu ý, chỉ số là 1 thì không ghi. Từ nguyên tố tạo nên chất và số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất, các em phải viết được công thức hóa học biểu diễn chất. Biết công thức hóa học biểu diễn chất chỉ một phân tử chất, cho biết ba ý về chất, nguyên tố tạo nên chất, số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất, phân tử khối của chất. Đó là nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Chúc các em học tốt!